Thao tác rất là nhanh gọn các bạn ạ. Đây, các bác thấy không ạ? Siêu gọn luôn. Bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người xem ạ. Đây mọi người nhìn đây ạ. Đây, mở ra chỉ cần đẩy ra thôi ạ. Đây ạ. Đấy. Thành để tay hai bên đều nhấc được lên ạ, lên xuống rất là dễ dàng ạ.